Carboxylic axit và alcohol nào đã tạo ra ester CH3COOCH2H5? Đúng chưa? Thì trong tài liệu tôi cũng có chỉ câu này rồi, đúng không? CH3COOCH2H5. CH3COOCH2H5. Đúng chưa? Thì các bạn tách ra làm hai phần như vậy. Đúng chưa? Thì phần bên này á được tạo ra bởi carboxylic axit là CH3COOH. Còn bên đây CH5 là C2H5OH. Rồi, một cách cơ bản là như vậy, được chưa? Tức là acetic acid và ethyl alcohol. Rồi vậy thôi, có gì không rõ thì bình luận.